Tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã tham dự phiên họp cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ tại phiên họp mở rộng của Ủy ban Pháp luật. Theo nhóm nghiên cứu của Thường trực Ủy ban Pháp luật, nếu sửa đổi toàn diện luật theo ý kiến của Chính phủ, thì sẽ đồng thời sửa đổi toàn diện 222 điều của luật hiện hành và sửa đổi bổ sung thay thế 44 văn bản hướng dẫn thi hành luật. Ngoài ra còn có 39 văn bản pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực chuyên ngành khác có quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ. Đây là một thách thức không nhỏ cho công tác xây dựng luật. Về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hiện Chính phủ đưa ra hai phương án: một là thu hẹp phạm vi xử lý vi phạm hành chính, hai là xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật, việc hạn chế phạm vi xử lý vi phạm hành chính sẽ làm giảm hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong việc phát hiện và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến góp ý rằng một số quy định của dự án cần tính toán đến sự đồng bộ trong quy định về sở hữu trí tuệ của các dự án luật chuẩn bị xem xét sửa đổi bổ sung.